Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của Far Cry 2. Đây chính là tập 14. Thì trên tay mình đang cầm là khẩu đại bác. Mình thấy nó vô dụng quá cho nên là mình sẽ đổi sang cây súng lửa nha các bạn. Thì trước khi đổi mình sẽ bắn cho đã. Đó. Nổ khá là đẹp. Hai thằng này nãy nè, mình đang đứng chuẩn bị chào các bạn thì nó đâu nó xông vào nó bắn mình, cho nên mình xử nó luôn rồi. Hai thanh niên này. Đó. Mày nè. Ôi trời. Đạn nó bay chậm quá các bạn ơi. Bay quá chậm luôn. Cái súng này thì được, ok, bắn khá là đã. Còn cái này không, mình không đánh giá cao nó quá yếu. Vào đổi luôn. Rồi, đầu tiên là mình sẽ chụp khẩu súng lửa. À. Và tiếp theo. Hay là lấy cái này ta? Hay là lấy khẩu AK. AK thấy ngon hơn rồi nha. Hay là lấy shotgun. Ngon quá, hai cây súng nhắm này cũng khá là ngon này, cây nào cũng đã chứ á. Ôi trời ơi, lấy cái này hả? Lấy AK đi. AK là cái loại vũ khí mà đáng tin cậy nhất mà mình có thể dựa dẫm vào ở châu Phi này. Cái này súng phóng lựu. Rồi, chơi luôn. Đổi cái súng phóng lựu luôn. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi. Đó, sao có 4 viên chứ trời, 5 viên à. Rồi khẩu này nó quá đã luôn, nhìn quá hầm hố các bạn. Được. Súng lửa đây. Cái này căng rồi nha. Phun nè, trái nè, trái cỏ nè, trái cây luôn nè. Đó. Đem này đi phá rừng chắc đã lắm. Thôi lấy xe nó đi luôn. Thì mình đã nhận nhiệm vụ của anh bác sĩ để lấy kẹo của ảnh. Là thuốc đó. Mình sẽ lấy thuốc từ anh bác sĩ. Tại tập trước là mình hết hết thuốc rồi. Thôi đi ngược lại. Nếu như chúng ta mà hết thuốc mà kiểu như nửa đường nó lên cơn thì mình sẽ xỉu. Vậy thôi. Chắc là rắc rối. Rồi chúng ta sẽ đến cái địa điểm màu vàng nha. Không biết làm gì ở đó. Có lẽ là cũng bắn nhau sơ sơ thôi. Ok, chúng ta sắp đến nơi rồi các bạn ơi. Chỉ cần đi qua cây cầu này là tới nơi rồi đó. Đây, sắp tới cây cầu rồi đây. Nãy mình vừa gặp một cái trường hợp rất là hư cấu, đó là chạy xe nhưng mà mắc kẹt cục đá to đùng á, kẹt ngay chính giữa gầm xe rồi xe lùi không được, tiến cũng không được, bắt buộc mình phải làm thổ phỉ chặn đường mấy anh kia đang lái xe lấy chiếc này của ảnh. Chặn đường giết luôn á. Rồi, ê đậu xanh nè, bắn quả lựu coi, phát hiện tao nè, dám phát hiện ra tao hả mày? Muốn chết hả mày? Wow, súng này bắn phê ghê á, nhưng mà đạn ít quá, bắn không đã gì cả. Gì đây? À, bình ga. Ôi trời, bắn hư xe luôn. Cái này chắc cứu người quá. Đó, có nước. What's up? Có thuốc không? Đưa cho tôi mà lên. Đúng rồi, cái này là mình cứu người nè. Mình đi giao cái passport cho mấy người này. Mấy người này làm như chạy trốn tị nạn hay sao á. Đâu, thuốc đưa đây. Đó, mình đưa passport cho ảnh. Đó, anh cho mình một cái hũ hũ kẹo. Ngon vô cùng. Ok. Và tiếp theo có lẽ là chúng ta sẽ về nhận thêm cái nhiệm vụ nữa. Làm có cái chưa phê gì cả. Đâu rồi, xe đâu rồi? Xe ơ. Nè. Đó. Giỡn mặt hả cu? Lấy xe của mày luôn, bỏ ghét. Rồi chúng ta sẽ quay về trung tâm thị trấn để nhận nhiệm vụ tiếp. Mình sẽ xả khúc này nha.
Oh no no no. Trên đường đi mình đã bị tụi nó bắn sau lưng. Bọn này là cái bọn chuyên đâm sau lưng. Mình chạy ngang cái nhà của nó các bạn, nó bắn. Rồi nó gượt theo rồi, nó gượt theo. Oh my god. Đồ mắc dạy. Nó được sau lưng kìa. Chơi không? Rồi đâm vô khúc gỗ. Rồi nó nghĩ được rồi. Đâm vào cái chết đá chứ. Oh shit, bọn này. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào và nhận nhiệm vụ. Mình sẽ đi qua bên kia đi. Chỗ này mình nhận nhiều rồi. Giờ mình sẽ chạy qua tú bên kia. Ở đằng bên kia có một cái chỗ cho mình nhận nữa. Làm phải làm cho hai bên chứ. Làm bên hoài chán lắm. Gì đây? Ô đạn, đạn, cho lấy không? Ủa mấy anh đó cho lấy luôn. Bữa nay hào phóng ghê. Đi hướng nào đây? Lần đầu tiên lấy đồ của nó mà nó cho. Đây hả? Trước này hả? Không. Không phải rồi. Lẽ là bên đây. Đây. Đứng khoanh tay mà ngon ghê luôn. Ồ, súng thằng đó có đồ ngắm gì đã lắm kìa. Máy này là máy máy hàng tiện gì đó. Oh yeah. Anh tóc bạc đù. Rồi đưa đây. Anh này là thủ lĩnh gì đây? Đeo huy chương ghê vậy? Quân đội hả? Rồi đưa cho bố mà lên. Đú 30 viên. Quá đã anh em ơi. Có tiền ăn kem rồi. 30 viên kim cương nha, chứ không phải đồ chơi đâu. Rồi thế nào cũng có đứa điện thoại cho mình coi, cho các bạn xem nè. Thế nào nó cũng điện thôi. Mình đang cầm trong tay khẩu súng mà đáng tin cậy nhất. Rất ít khi mà bị tắt đạn. Bắn hả, mòn đít luôn. Chưa bị tắt đạn nữa. Trừ khi các bạn chơi lâu quá cái nó rỉ sét. Hello. Rồi. Lấy xe. Rồi lại cho màu xanh nha. Màu xanh đi, làm cho bạn đi. Quê. Lấy xe này. Xe này có vũ khí. Chạy xe lùi, chúng ta phải nhìn ra đằng sau nha. Ok, hình như ở đây có kim cương nè. Đó. Một chiếc sàn đã bị lật ở đây. Trong đó có một cái vali. Một viên. Sao ít vậy? Hơi gấu quá. Lên xe anh ơi. Chúng ta sẽ đến điểm màu xanh. Dẫn đi hướng này. Ok, có lẽ chúng ta sẽ ghé nhà. Chết bà, chà. No 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 no. Đừng bắn tên lửa nha. Ở đây nó có tên lửa đó. Lái xe nó gượt heo kìa. Nó có anh nào cầm súng bắn tỉa mình nữa. Người kìa, anh kia đang quẹo lại. Oh no. Bắn lên khói luôn.
cái đấm mệnh. Xuống xe cho nó lành. Bắn gần quá. Đùng. Gọi hết đạn luôn. What the fuck. Đem súng phóng lựu theo mà bắn hơi hết đạn. Trời ơi, hơi cấu. Mình nhớ nhiều đạn lắm mà ta. Trời trời, nào bắn ghê vậy. Chích mũi coi. Woo. Ow. Xuống xe liền em ơi. Bọn này chiên nấp bụi lùm. Tao chém, tao chém, tao chém, tao chém. À, chưa chết kìa. Đu cầm súng chơi tôi đó. Cái gì vậy trời. Mày nè. Bắn như thế mà nó gốc lát hay sao á. Rồi mình ghé nhà mình. Nhà mình đâu trời. Đâu tích ở trên này nè. Trên đây nè. Khổ quá, đem theo cái súng phóng lựu mà nó hết đạn. Đổi đỡ cái con này đi. Để không thôi. Súng của con này bị xét rồi các bạn ơi. Nè xét rồi nè. Bắn vài viên là nó tắt đạn ngay. Và nó sẽ lựa những cái điểm, cái khúc nào mà gây cắn nhất nó sẽ kẹt đạn đảm bảo. Rồi chúng ta sẽ quẹo vào nơi này. Thằng bồ này nó đang ở nhà của mình. Giờ mất tiêu chị da đen này. Con nhỏ bồ của mình đó. Đây. What's up? Đó. Quá đẹp trai hả? Mình có bỏ súng trong đây không ta? So listen, around the corner there's a post office if you like. There's a box in there. It's a distributor cap from the manufacturer. Go on and take it. I know that Tombo's in a light. Okay, let's go. Không nói nhiều nữa. Oh shit. Rồi cái này đánh cái đồn gì rồi. Lại đi hướng này đi. Đánh một cái office là văn phòng. Mà châu Phi này làm quái gì có văn phòng. Công sở đồ. Rồi. Oh. Kế bên luôn các bạn ơi. Gần lắm. Có chuyện gì ở đây vậy? Ow. Cái này mình mà có súng nhắm là đã luôn nè. Núp bụi lùm bắn. Thề luôn tập sau lấy súng nhắm. Ý, anh đó phát hiện cái gì rồi. Cái định mệnh. Để mình tới gần mình xịt lửa vô mặt cho nó. Mình đang cầm cái súng mà. Ơ nó thấy rồi kìa. Mày sướng cho con. Sướng chưa? Chết tôi. Rồi chết. Vỗ tay. Oh. Ok các bạn. Sau cái màn chết rất là nhục nhã lúc nãy, nó bắt mình. Mình không có sell á, cho nên là nó bắt mình làm lại nhiệm vụ từ cái thằng bác sĩ. Làm lại cái nhiệm vụ thứ hai luôn. Ác không? Thì mình đã rút kinh nghiệm là mình lấy cái súng ngắm nè. Thì mình thích cái này. Mình không thích cái kia. Lý do là cái này mỗi khi bắn nó có cái động tác gài đạn á các bạn. Nhìn rất là đã. Cái gì vậy? Đứa nào trộn lũ đạn như vậy? Ơ à. Còn đây nè, cây súng ngắm thứ hai nè. Cây này là bắn thuốc mê nè các bạn, ghê lắm. Để mình thử cho các bạn coi ha. Đầu tiên là sell cái, rút kinh nghiệm nha các bạn. Chơi trò này là mỗi khi có cái gì quan trọng là chúng ta phải sell. Để chết thì lấy lại được. Nè, mình bắn súng thuốc mê nha. Đó, một viên một. Mày, bắn rất là yên lặng luôn. Mà một viên một là coi như là té liền.
Ôi giời ơi, cây này thì mình đem theo được 10 viên. Mẹ bà, không không thấy thằng nào hết. Bọn mày chết ở đâu hết rồi? Ê thanh niên này, đu mày. Đó, mình rất là thích cái kiểu mà bắn gài giống như K98 vậy. À đu đu đu, ngon 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 ngon, tưởng tượng giống như K98 trong PUBG. Mày không chết đi. Ôi giời, hình như là các bọn đây mình dọn sạch rồi đó. Cây này còn 6 viên, cây này còn tới ba mấy viên. Cái gì vậy? Anh da đen này nó núp hay thiệt, núp mình không bao giờ nhận ra. Đó, giờ mình sẽ lấy súng thuốc mê ra chích tụi nó nha. Cái này là thuốc độc hay gì các bạn ơi, bắn mũi chết luôn rồi chứ không có vụ mình nằm ngủ nữa. À, đứng hút thuốc ha. Mày một thằng. À, bắn ẩu quá. Cái gì vậy trời? Làm cái trò gì vậy? Rồi mấy thanh niên nó rút vô nhà hết rồi. Bắn đạn thì quý hiếm mà bắn kiểu này bắn bậy quá. Rồi không thấy luôn. Tụi mày hay ghê. Anh thì da đen. Còn viên nữa, còn viên nữa, viên cuối cùng. Rồi xuất hiện coi, chắc phải đánh động tụi nó thôi. Đó, mày nè. Ô không trúng, thanh niên nó chạy ra nhà, ra khỏi nhà rồi. Nó không thấy mình ở đâu. Đó, phá trời. Tụi mày không ra hay tao đốt tụi mày. Thanh niên này, ôi giời. Thanh niên này, ú. Nó bùi lụng bắn. Mày này. Bắn cây này tiếng súng nó đã ghê. Cây này là khẩu Springfield gì đó các bạn. Súng này hình như của Mỹ hay sao á. Mã hồi nó nổ tơi bời hết rồi. Rồi bây giờ hình như chúng ta có thể vô được rồi đó. Tụi nó chết bớt rồi, nãy giờ mình tỉa cũng 7-8 thằng. Đó, giờ mình vô mình luộc tụi nó thôi. Lực lượng của nó không còn như xưa nữa. Lấy đạn à. Yeah. Mày này. Full đạn rồi. Oh my god. À, lấy cái này hả? Lấy cái thùng. Có cái đồ gì đó đó. Hello. Trời ơi, nổ. Go, go, go. Đi luôn không? Còn làm gì nữa không? Á đù, thằng nào vậy? Đó, thằng nào nguy hiểm vậy? Trời ơi. À, bọn này. Ra đây. Bắn dở thế. Lực lượng đâu mà đồng thế. Mày này. Rồi lắp từ từ thôi. Thằng đó nó ngu lắm.
Núp sau bụi cây vậy kìa. Ăn khoai lang nè, chỗ tới không? Yeah. Lấy đàn. Đó. Rồi giờ đi thôi. Nãy giờ là tôi bắn gà vậy lắm đó nghe, mà còn sống sót nữa. Rồi, chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta sẽ tới cái điểm màu đỏ luôn. Nói nhiệm vụ này bắn ghê, hay ghê luôn á. Rồi, như là tấn công vào một cái căn cứ gì đó nữa đó rồi. Lần này chúng ta có thể thể hiện cái tài mà núp lùm bắn tỉa của mình. Sao xe nhiều thế này? Mình sẽ đi đường này. Ê, ê, căn cứ của tụi nó sống lại hết rồi. Fuck. Để kiếp. Rồi, chơi nè. Giọt lẹ các bạn ơi, đừng dây dưa. Giờ sell cái đi. Đó. Quy định là phải sell trước khi đánh nhau. Trong này. Ê. Trước khi có bắn tỉa nha các bạn. Nó thấy rồi. À. Đỉnh mệnh, súng mới cũng kẹt đạn nữa. Bắn được có 10 viên chứ nhiều. Ồ, thanh niên kia tuốt ở đằng kia mà nó bắn qua tới đây luôn các bạn ơi. Hay vậy. Trúng không? Trúng. Hay quá. Súng thuốc mê bắn cũng ghê quá chứ. Mày canh cửa này. Gặp tao không tiếp đón mà còn đứng canh nữa. Mày này. Ôi giời. Này giống cái làng bữa hổm mình vô đây mình quậy quá ta. Chắc nó quá. Nó thấy ơi. Núp lùm bắn tỉa. Tôi thấy rồi các bạn ơi. Thấy mình đã bắn báo động. Mày nè. Mày này. Mày không chết nè. Đùng he he. Tôi bắn bể thùng phi luôn. Đi đâu vậy thanh niên? Cái này là tôi không có phá nha. Tụi nó tự làm luôn á. Kìa, trái thùng lum hết trơn kìa. Tụi mày ngu, ốc heo, ốc lợn. Đây đây đây. Thanh niên. Ủa, cái làng này mới hở mình vào đây rồi. Kêu mình làm gì á? Kêu mình sửa xe. Sửa chiếc xe này nè. Được thôi. Wow, sửa nhanh ghê. Sửa xe xong rồi lái đi phải không? Mày. Oh shit. Không, bắn cận chiến luôn. Rồi, hình như nó kêu mình lái đi thì phải. Lên xe. Đó. Giờ lái đi đâu đây? Có điện. I'm in the garage. We await your arrival, my liege. Remember, slow and low, all right? Ok, mình đang lái xe này vào một con đường mòn, đường núi gì đó. Rất là khó khăn. Thấy mẹ không kẹt. Khó quá. Oh no. Trời sắp tối rồi.
nhưng mà chúng ta sẽ tới nó nhanh thôi. Nó xe thì chạy chậm ghê luôn. Ok, nó clutch. Rồi, sắp tới nơi rồi. Không biết có ai đã mà chặn đường bắn sắp mặt mình không. Xeo phát. Lái này chắc nó không bắn đâu các bạn ơi. Hình như cái này mình chở vũ khí để cho tụi nó gì á. Ít cấp vũ khí hay sao á. Hello. Rồi tôi phải làm gì với chiếc xe này đây. Làm cái gì ở đâu, lái xe vô đây phải không? Đó, có gara chờ sẵn nè, hay quá. Rồi xong, làm gì đây? Hello bạn, bạn đang làm gì vậy? Ủa thanh niên này phá gì vậy? Làm kêu mình leo lên sau chiếc xe hả? Ok. Á đù, phá cho bể kìa các bạn ơi. Chạy không. À, lấy lại đây rồi phá cho nó nổ. Sắp nổ rồi. Rồi chơi luôn. Fuck. Mày hả? Ow. Lộn tiệm. Sao tôi đi clutch vậy nè? Ok. Mình đang nãy chết nữa. Giờ làm lại. Khổ quải. Giờ nấp cho kỹ nè. Nó sắp nổ rồi đấy. Đó. Cái game này hơi cấu ghê luôn. Heal rất là lâu các bạn. Hép răng. Rồi đánh luôn. Trời ơi, sao súng mới không mà kẹt. Rồi cứu bộ nha. Giờ chúng ta sẽ chích thuốc cho nó. Cho nó một mũi. Đáng lẽ mình phải quăng một cái khẩu mà súng mà 200 viên vô đây mới đúng á. Đi cầm hai cây súng súng ngắm vải thì bắn không có kịp. Ok, chúng ta đã như vậy là xong rồi đó. Còn làm gì nữa không? Rồi xong hết rồi. Nói chung là hôm nay làm clip này hơi dài á, có lẽ mình cắt ngắn lại rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi nha. Các bạn nhớ đón tiếp tập tiếp theo nha các bạn. Rồi, bye các bạn.